Khởi đầu của bộ phim này bắt đầu với một đoạn phim tài liệu khi con người chuẩn bị kích nổ một quả bom nguyên tử tại đảo San Ho Bikini, bởi họ đã chụp được một sinh vật kỳ lạ từ thời tiền sử. Thời gian quay về năm 1999, tại Philippines, hai nhà khoa học Serizawa và Graham được mời tới một hang động được khai quật bởi một mỏ uranium. Khi tiến sâu vào bên trong, nhóm người phát hiện một bộ xương khổng lồ có từ lâu đời. Còn đặc biệt hơn, khi vào sâu, còn phát hiện thêm một thứ gì đó giống như trứng được bảo quản kỹ lưỡng. Trong đó có một quả dường như đã nở ra, bên cạnh là một cái hố chiếu vào bên trong. Từ xa có thể khẳng định, chắc chắn có một thứ gì đó to lớn đã được sinh ra và chui xuống biển hướng về Zanzibar gần Tokyo. Trở lại với Nhật Bản, lúc này nam chính của chúng ta, Fo vẫn là một cậu bé nhỏ tuổi. Cha của anh là Jo và vợ của mình là Sanja là giám sát cho một nhà máy điện hạt nhân. Thời gian gần đây, nhà máy liên tục gặp phải sự cố do động đất mà họ không biết tâm chấn từ đâu. Các chuyên gia ở đây cho rằng, các vụ động đất này bắt đầu diễn ra là do ảnh hưởng từ vụ động đất tại Philippines trước đó. Đột nhiên nhà máy lại bị chấn động mạnh, lúc này Sanja cùng một nhóm kỹ thuật viên vẫn đang bên trong lò phản ứng. Động đất quá mạnh khiến các lò phản ứng bị vỡ ra mang theo hàng ngàn các phóng xạ và khí độc hại. Sanja nói Jo giờ buộc phải đóng cửa lại để ngăn nhà máy phát nổ, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy vợ của anh. Nhà máy bắt đầu sụp đổ, khiến người dân di tản bắt đầu di tản đến một khu vực khác. 15 năm sau, con trai của Jo giờ là Fo đã lớn. Hiện tại anh là một sĩ quan xử lý bom mìn trong Hải quân Hoa Kỳ, cùng với vợ Enle và con trai Sam sống ở San Francisco. Vừa mới đi lính về sau một thời gian không ở bên vợ thì anh lại nhận được một cuộc điện thoại nói rằng bố anh bị bắt vì tội xâm phạm trong khu vực cách ly tại Tokyo. Fo ngay lập tức đi đến Nhật Bản, tại đây anh bảo lãnh để bố mình được thả. Trong căn phòng đầy ắp những tờ báo, Jo giờ vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của vợ mình. Ông rất muốn tìm hiểu nguyên nhân thực sự của vụ thảm họa này. Ông thuyết phục con trai mình đi cùng ông đến Zanzibar. Tại đây ông phát hiện ra không có dấu hiệu của phóng xạ, hai người quay về ngôi nhà cũ để thu thập dữ liệu. Đột nhiên cả hai bố con bị phát hiện bắt, hai người được đưa đến một cơ sở bí mật được xây dựng trong đống đổ nát của nhà máy điện. Trong cơ sở này có một cái kén lớn, đây là vật còn lại trong hang tại khu tàn tích ở Philippines trước đó. Nó đang được nghiên cứu bởi Serizawa và Graham. Jo giờ bị bắt tới đây ông rất bức xúc vì chuyện này. Ông nói rằng những vụ chấn động làm hỏng các thiết bị điện ở đây đều không phải là do trục trặc, mà đó là do xung điện từ của một thứ gì đó phát ra, vô hiệu hóa hết các thiết bị điện. Cái kén bắt đầu hoạt động mạnh bởi nó đã hút cạn nguyên liệu của các lò phản ứng. So sánh biểu đồ lúc này và 15 năm trước là hoàn toàn khớp nhau. Họ cho rằng thứ đó đang hấp thụ phóng xạ đến một mức nào đó sẽ nở ra. Biết được điều này họ bắt đầu sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm, tiến hành phóng điện để giết hạ nó. Nhưng thật trớ treo khi quá trình này lại đẩy nhanh quá trình nở ra của nó. Cái kén bắt đầu nở ra, đột nhiên một sinh vật có cánh khổng lồ chui ra. Con sinh vật này theo mình thấy rất giống tướng Kha-Zik, sát thủ hư không. Ngay lập tức một luồng xung điện lớn phát ra khiến cho cả một khu vực mất điện. Quái vật to lớn, được sinh ra lớn cực nhanh. Nó bắt đầu càn quét nơi này. Fo và bố vừa mới thoát được ra kinh hoàng khi chứng kiến con quái vật quá to lớn. Sau một hồi càn quét nó vỗ cánh bay khỏi nơi này. Sự tàn phá của nó đã khiến bao người phải bỏ mạng. Jo giờ bị thương nặng và qua đời. Sau đó trên con tàu sân bay Saratoga, Serizawa, Graham và Fo tham gia cùng một nhóm hải quân Mỹ để theo dõi con quái vật. Serizawa nói rằng con quái vật đó là một Muto, một loại sinh vật khổng lồ không xác định trên mặt đất, sinh vật cổ đại từ thời xa xưa. Ông còn cho biết thêm, một cuộc thám hiểm biển năm 1954 đã đánh thức một con quái vật khác. Sau đó họ dùng bom nguyên tử để giết chết nó, nhưng điều này không hiệu quả. Những con quái vật này sử dụng phóng xạ làm thức ăn, mà từ xưa lúc đó lượng chất phóng xạ gấp nhiều lần bây giờ. Khi bức xạ của trái đất giảm xuống nó di chuyển xuống sâu dưới lòng đất và ngủ đông. Con quái vật năm đó được đặt tên là Godzilla. Con Godzilla là một thù địch của sinh vật mà họ đã tìm thấy ở Philippines Muto. Fo nói rằng cha của ông đã theo dõi một thứ gì đó bằng tiếng vang từ khu vực hạt nhân 15 năm trước, nhưng anh lại không lắng nghe bố mà cho rằng bố anh bị điên. Phát hiện mới này dẫn nhóm nghiên cứu tin rằng Muto còn giao tiếp với một cái gì khác ngoài Godzilla ra. Sau đó Fo đáp chuyến bay quay về Hawaii để trở về nhà, còn Serizawa đang nghiên cứu. Đột nhiên ông nhận được tin, một biệt đội của quân đội Mỹ ở Hawaii đã tìm thấy xác một tàu ngầm hạt nhân của Nga giữa rừng. Tại đây họ nhìn thấy một đống chất nhờn quấn quanh tàu. Từ xa có thể nhìn thấy Muto ăn lò phản ứng của con tàu.
tiến sĩ Serizawa nhanh chóng bay tới đó để xem. Quân đội bắt đầu được triển khai để tấn công Muto, một trận chiến nổ ra tại sân bay quốc tế Honolulu. Quái vật tạo ra một xung điện tử, làm hỏng hết các thiết bị năng lượng, khiến cho mọi thứ dừng hoạt động. Ngay lúc này, từ phía xa một cơn sóng thần đột nhiên xuất hiện, mọi người bắt đầu bỏ chạy khắp mọi nơi. Từ trên nhà bắn pháo lên, mọi người nhìn thấy một sinh vật cực kỳ to lớn, đạn con người bắn giống như mũi đốt inox. Đó chính là Godzilla, một sinh vật mà từ lâu họ đã đánh thức nó. Hai con quái vật đi đến chào hỏi nhau bằng cách... Đột nhiên tên quay phim không quay cảnh Muto bay mất khi thấy Godzilla, vì bận xem. Godzilla tiếp tục lặn xuống biển đuổi theo Muto. Bên phía con người xác định được hướng hai con quái vật di chuyển, Serizawa cho rằng Godzilla chỉ đang lắng nghe khi Muto đang giao tiếp với một thứ khác. Đột nhiên họ nhớ ra, còn một quả trứng khác mà họ mang ra nghiên cứu, không đạt được kết quả gì nên đã vứt nó ở bãi đổ phế thải hạt nhân. Biết được tin này, quân đội được phái tới nơi lưu trữ trong kho chứa chất thải hạt nhân núi Zaker ở Nevada. Nhưng khi đến nơi đã quá muộn. Từ xa có thể thấy được con quái vật đang tiến vào thành phố Las Vegas, bắt đầu tàn phá nơi này. Nó có kích thước lớn hơn gấp rưỡi lần Muto kia và không có cánh, vậy nên được xác định là con Muto cái. Serizawa nói rằng hai sinh vật sẽ gặp nhau để sinh sản. Quân đội bắt đầu đề ra kế hoạch giết cả ba con quái vật với vũ khí hạt nhân mạnh nhất của họ. Xác định nơi ba con quái vật sẽ gặp nhau tại San Francisco. Mặt khác, Muto có thể phát ra xung điện từ cực mạnh, họ không thể sử dụng máy bay ném bom hoặc tên lửa, vậy nên họ vận chuyển quả bom với ngòi nổ cơ học bằng đường bộ. For là một nhân viên về bom mìn, anh chắc chắn muốn tham gia vào công cuộc này để đẩy lùi quái vật, trước khi đi còn không quên gọi điện hỏi thăm vợ con. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển quả bom, Muto được bay đã bay đến cướp mất đầu đạn hạt nhân, khiến cho For và đồng đội xích chút thì bỏ mạng. Lúc này con Godzilla cũng đang tăng tốc đến. Ngày hôm sau một quả bom khác được chuẩn bị, tất cả người dân quanh khu vực ảnh hưởng sẽ phải sơ tán. Chẳng mấy chốc con Godzilla đã tới được San Francisco. Bên phía con người bắn trả quyết liệt, bắn bừa vào cầu làm ảnh hưởng tính mạng của vô số người. Còn phía bên trong thành phố, con Muto được bay đến đây mang theo đầu đạn hạt nhân. Nó từ từ đi tới đưa đầu đạn cho con cái để nó sinh sản. Con cái sau đó xây dựng một cái tổ xung quanh nó ở giữa trung tâm thành phố San Francisco, đe dọa mạng sống của hàng triệu người. Godzilla đến San Francisco để đối đầu với những con quái vật. Một cuộc chiến mãn nhãn chuẩn bị diễn ra, nhưng tên nào đóng cửa là mất hình. Đến tối, trong khi hai con quái vật vẫn đang đánh nhau quyết liệt. For và một nhóm lính vào tổ và cố gắng để vô hiệu hóa đầu đạn hạt nhân được hẹn giờ trước đó, tránh nó phát nổ làm ảnh hưởng đến người dân. Tại đây họ phát hiện ra một vòng trứng to lớn chứa hàng ngàn con Muto. Sau một hồi tìm kiếm, nhóm người tìm thấy quả bom, nhưng nó đã bị hư hỏng nặng và không thể vô hiệu. Vì vậy kế hoạch được đưa ra là mang nó ra biển và để cho nó phát nổ. Bên ngoài quái vật vẫn đánh nhau tan cửa nát nhà. Con Godzilla bị Muto áp chế khi nó có 2, Godzilla chỉ có 1. For nhìn thấy một xe chở xăng, anh mở nó ra để xăng tràn ra ngoài, sau đó kích hoạt cho nó phát nổ nơi này. Hai con Muto nhìn thấy bị phân tâm,
Con cái khi quay lại đã phát hiện số trứng của nó đã bị phá hủy, nó nhìn thấy Thor đã làm chuyện đó. Nhưng Godzilla đột nhiên xuất hiện, nó phun ra hơi thở hạt nhân đánh bị thương con Muto cái. Chỉ còn con Muto đực rõ ràng không phải là đối thủ của nó. Con Godzilla dùng đuôi quật chết con Muto đực va vào nhà và chết. Tòa nhà đổ xuống đè ngã Godzilla. Lúc nhảy Thor chạy đến bến cảng, con Muto cái chưa chết tức giận tàn sát những người lính cướp quả bom. Nhưng Thor nhanh chóng cho quả bom ra biển, con Muto cái bám theo. Khi nó chuẩn bị tấn công, Godzilla bất ngờ tới giải cứu Thor. Nó kết liễu Muto cái bằng cách banh họng nó ra và phun hơi thở hạt nhân của mình vào họng Muto cái, sau đó bẻ đầu giết chết nó. Thor gần như bất tỉnh khi anh được cứu bởi một máy bay trực thăng quân đội, trong khi Godzilla đi quay về bờ, ngã xuống và có vẻ như đã chết. Sau trận chiến, Thor đoàn tụ với vợ và con trai của mình. Godzilla, tưởng chừng như đã chết, bỗng tỉnh dậy và trở về với đại dương. Nó được giới truyền thông ca ngợi là anh hùng, vua của những con quái vật. Bộ phim đến đây là kết thúc, bạn thấy sao về bộ phim? Hãy comment ý kiến xuống phía dưới nhé. Tạm biệt.